Cục tần số vô tuyến điện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết từ sau Tết đến nay, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an phía Nam và Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hoạt động trái pháp luật của trạm thu phát sóng di động giả mạo, nhà mạng, tức là BTS giả để phát tán tin nhắn lừa đảo. Trước đó ngày 1 tháng 3, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng sử dụng thiết bị BTS giả. À, người này cho biết là bản thân đã nhận được thiết bị từ một người khác gửi từ nước ngoài về và đối tượng này chịu trách nhiệm vận hành với mục đích là giả mạo các nhà mạng di động, phát tán các tin nhắn SMS trên địa bàn. Và để che giấu hành vi thì các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn như là sử dụng thiết bị kích thước nhỏ, giấu kín ở trong ba lô và dùng xe gắn máy di chuyển nhanh qua nhiều tuyến đường đông đúc, hoạt động vào các khung giờ cao điểm. Tuy nhiên, đã bị các cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ. Lực lượng chức năng cũng sẽ tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc cũng như là củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Và xin lưu ý các trạm bts giả là công cụ giúp cho những đối tượng lừa đảo phát đán tin nhắn rác hay là những tin nhắn quảng cáo và đây là nguyên nhân khiến cho nhiều thuê bao di động nhận được những tin nhắn mạo danh các tổ chức tài chính ngân hàng để gửi các nội dung giả mạo lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản tiền của người dân